Hello đó, em xin chào tất cả anh em nhá. Hôm nay tiếp tục em lại lên chi tiết cho anh em một chiếc trụ đục để kê bàn tròn nhé mọi người. Trụ đục để kê bàn tròn. Trụ đục này bên em đục hoa văn bèo lá tây nhé, rất là đẹp nhé. Đó. Được gắn bốn con nghê đục chi tiết rất là đẹp. Em xin đọc kích thước nha. Chiều cao trụ là 60. Đĩa trụ dày 5 phân. Đường kính 60. Còn trụ đục thì đường kính 42. Tất cả toàn bộ làm nguyên khối nhá. Tất cả toàn bộ làm nguyên khối. Trụ này em đang bán với giá rất là tốt nhá. Đó là giá em bán là 4 triệu rưỡi nhé, một trụ đục 4 triệu rưỡi một trụ. Anh em cứ hỏi tại sao trụ đục lại rẻ đúng không ạ? Vì bên em làm tận gốc, gỗ bên em làm từ gỗ Việt nhé, chứ không phải là gỗ nhập, gỗ Việt hoàn toàn. Tại vì gỗ Việt ở em ở Gia Lai mà rừng thì rất nhiều, nên là mấy gỗ nhỏ nhỏ này thì bên em làm ra thì nó sẽ hạ giá thành sản phẩm. Còn giả sử anh em nhập toàn bộ từ gỗ nguyên khối, từ gỗ Nam Phi thì nó sẽ nâng cao giá thành sản phẩm. Thế mà nhập từ gỗ Nam Phi á, gỗ gõ á, thì giá nó là phải 9 triệu đến 10 triệu một trụ này nhé, nên nó sẽ lên gấp đôi. Nên cái giá thành em bán lên cho mọi người nó cũng hạ hạ nhiệt rất nhiều để anh em chơi, chứ làm một cái trụ đục bằng gỗ nhập Nam Phi thì gỗ gõ nhập Nam Phi giá anh em 9-10 triệu thì nó quá cao so với kinh tế thị trường của anh em, nên bê em ra cái trụ của giá rất là tốt, đó là 4 triệu rưỡi trụ đục cao 60, đường kính 42, đường kính 42 nhá, đĩa thì 60 dày 5 phân. Đây em đục rất là đẹp nhá, chi tiết này. Đó. Rất kỹ càng, rất đẹp nhá. Gỗ gõ vàng Việt nhá mọi người. Gõ vàng Việt nhá. Nên rất là đẹp. Hàng Việt thì em tại rừng thì giá rất là hạ nhá so với gỗ nhập nhá mọi người. Đó. Rừng thì bên em kia. Mọi người dừng kia rồi đó. Đó, mọi người nhìn thấy mấy con núi chưa? Lưng kia. Nên là tại sao anh em cứ phân biệt tại sao bên showroom bán là 9-10 triệu một cái trụ mà bên em lại bán giá 4 triệu rưỡi đó, thì đó em vừa phân tích kỹ rồi đó. Thì họ sẽ nhập từ Nam Phi, cái gỗ họ mua giá cao, còn bên em là tại lừng luôn nhé, nên giá thành nó rất là hạ. Nên mọi người phân tích kỹ kỹ càng nhé, tại vì em bán trụ này để cho mọi người chơi giá tiền hợp lý, không đắt nha mọi người. Và anh em nào chơi bàn tròn thì kê cái trụ này thì đẳng cấp luôn nha. Đó. Video tới đây em xin kết thúc nha. Anh em nào đặt trụ thì cứ alo cho em nha, số điện thoại em để trên màn hình. Giá cả thì em cũng nói trực tiếp cho mọi người rồi, phân tích kỹ đi cho mọi người tại sao là giá thành nó hạ là như thế. Chứ hàng này gõ nhập thì anh em chơi không nổi đâu, mà có 9-10 triệu cơ thì nó rất cao. Nên em làm là đánh trực tiếp vào cái thị trường giá cả, nên anh em chơi cứ yên tâm, hàng toàn bộ là nguyên khối, rất là nặng nhá, không bê được đâu, một người không bê được đâu, ba người bê được cái trụ này nhá mọi người. Rồi, và em xin chào tất cả mọi người nhá.